Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda CR-V bản L. Khi mà sang giữa tháng 6 này, cuối tháng 6 này, chiếc xe Honda CR-V bản L này đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho mình nhá. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ cũng chuyên về giá xe, tổng món bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 118 triệu. Cuối tháng 6 này thì đấy chúng em đang bán cho với giá đang là 953 triệu rồi ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 165 triệu tiền mặt, và ngoài ra tặng thêm cho anh em là 60 triệu phụ kiện em nhá. Tổng khuyến mại lên tới là 225 triệu đồng đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda CR-V bản L này nan bánh nội đang là 1 tỷ 043 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 012 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 1 tỷ 023 triệu. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì 1 tỷ 031 triệu ạ. Giá này em đã tính cho anh em về tổng bánh xong rồi ghi mà hỗ trợ phí trước bạ 500, bởi vì là đã có thông tin là sẽ được hỗ trợ phí trước bạ 500 anh em nhá, dự kiến là đầu tháng 7 đấy ạ. Còn trả góp anh em chuẩn bỏ ra với giá đang là 292 triệu, tỉnh thì 261 triệu, tỉnh áp 100 thì 243 triệu, và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 281 triệu ạ. Ok, thế giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Honda CR-V bản N. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể của chiếc xe này dài đang là 4m623, rộng là 1m855, còn cao là 1m679. Về chiều dài cơ sở dài đang là 2m660, và khoảng sáng gầm xe nó đang là 19,8cm nhé. Tổng thể của chiếc xe này nó rất là dài, rộng và cao ạ. Về đầu xe của chiếc xe Honda CR-V bản L này, thiết kế đầu xe nó rất góc cạnh, giúp cho phần đầu xe cảm giác được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn ạ. Rồi bật về đầu xe thì có phần mặt cản trước, thiết kế nó rất là góc cạnh em nhá. Có thanh nạp chrome, lối liền mạch với hai cụm đèn LED, đèn gầm với nhau, tạo ra chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn, trường xe hơn, rộng xe hơn và cá tính hơn ạ. Còn mặt lưới ca lăng của chiếc xe này thì nó thiết kế nó rất là to bản em nhé. Còn cụm đèn phía trước của chiếc xe này thì nó sử dụng là đèn LED ạ, đèn full LED cho cả đèn cốt đến đèn pha. Ngoài ra thì nó sẽ có dải đèn LED ban ngày rất là dài và thiết kế rất là cách điệu, tạo ra điểm nhấn của chiếc xe khi anh em đi trên đường ạ. Về sườn xe của chiếc xe Honda CR-V bản L này, nó được dập nổi rất là nhiều, ăn nhập với tổng thể của chiếc xe. Còn về phần bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành chiếc xe này sử dụng là vành 18 inch nhé, vành 18 inch, phanh đĩa cho cả 4 bánh ạ. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn nữa nhé. Nó sử dụng là màu la răng là màu bạc xám ạ. Sườn xe tích hợp thêm đó chính là có ốp sườn xe bằng mạ chrome ạ. Còn về phần gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương. Và tích hợp trên đấy sẽ là có camera chiếu góc em nhé. Chiếc xe này nó sẽ không có camera 360 độ ạ. Chân kính của chiếc xe này, chân kính phía trên và chân kính phía dưới có thanh nạp chrome rất là dài, tạo ra chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn, dài xe hơn. Tay nắm cửa là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa. Trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần có cửa sổ trời này. Đó. Và anten nó sử dụng là anten với cái nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe Honda CR-V bản L này nó thiết kế nó dập lổi rất là nhiều, tạo ra chiếc xe được cứng cáp và thể thao hơn. Lột bật về
phía sau thì nó sẽ có cụm đèn phía sau, nó sử dụng để đèn led nhé. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và lên tới trần xe, và sẽ nối liên mạch với hai cụm đèn với nhau, có thanh nẹp chrome rất là to bản ạ. Các tính an toàn về đuôi xe thì nó sẽ có cam lùi và cảm lùi. Bô chiếc xe này nó sử dụng là bô kép. Cản sau thì thiết kế nó cũng rất là góc cạnh, có ốp ốp sườn sau. Cốp chiếc xe này nó sử dụng là cốp cốp điện thông minh nhé. Cốp của chiếc xe CRV bản này thì nó cũng rất là to bản, rất là to. Anh em để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất thoải mái. Anh em có thể gập được 50-50 hàng ghế thứ 3 và 60-40 hàng ghế thứ 2. Nên anh em để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Honda CR-V bản L này kết hợp trung bình chỉ có 7 lít thôi anh em nhá. 7 lít cho động cơ 1.5 turbo ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe này thì nó sử dụng không gian nội thất là màu đen, có điểm nhấn là ốp vân gỗ. Không gian nội thất màu đen giúp cho chiếc xe cảm giác sang trọng hơn, lịch lãm hơn. Và đặc biệt nó rất là sạch sẽ khi mà anh em có trẻ nhỏ. Đó. Giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế nó sử dụng là ghế da màu đen, ghế chỉnh điện ạ. Ghế lái chỉnh điện nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Nó sẽ là không gian là màu đen, cấp với cả có điểm nhấn là ốp vân gỗ. Có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. Giờ giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Honda CR-V bản L này giống như ghế đầu tiên nhé. Ghế da màu đen, ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về tổng quan về ghế đầu tiên. Giới thiệu cho anh em về phần vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu, được bọc da sờ rất mềm mại. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động. Về túi khí, bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhé. Còn về bản đồ tốc lô, chiếc xe này nó sử dụng bản đồ tốc lô digital đấy ạ. Về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch. Màn hình cảm ứng 7 inch nhé. Có kết nối điện thoại thông minh này, nghe nhạc này, đàm thoại chỉnh tay này. Đó, kết nối wifi, kết nối Bluetooth, USB, wireless, nghe đài FM, AM. Số loa bản này nó sử dụng là 8 loa. Bên ghế phụ này cũng rất rộng rãi và thoải mái, có ốp vân gỗ này. Chiếc xe này thì nó sẽ có sạc thông minh nhé. Về hộp số, chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp đấy ạ. Cần số thẳng, phanh tay điện tử, rất tiện lợi cho anh em. Có sạc thông minh IQ này, cổng USB phía dưới ạ. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai, cổng sạc điện thoại, rất là tiện lợi cho anh em ngồi hàng ghế thứ hai ạ. Còn về động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 turbo 4 xi lanh thẳng hàng 16 van, với công suất cực đại nó đang là 188 mã lực trên cho 5.600 vòng trên phút. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 240 Nm trên cho 5.000 vòng trên phút ạ. Dung tích nhiên liệu chiếc xe này đang là 57 lít. Các tính an toàn có hệ thống như là hệ thống an toàn sensing, gồm có giảm thiểu va chạm này, đèn pha thích ứng này, kiểm soát hành trình, giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra thì nó sẽ có camera hỗ trợ quan sát làn đường, hỗ trợ cảnh báo mất ngủ, hệ thống cảnh báo đánh lái chủ động, hệ thống cân bằng điện tử xe, kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi dốc, điền báo phanh khẩn cấp, camera ba góc. Ngoài ra thì nó sẽ có chống trộm này, mã hóa động cơ. Về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó sẽ có các màu cho lựa chọn như sau: màu trắng này, màu bạc, màu titan, màu đỏ, màu xanh đậm và màu đen ạ. Ok, vậy sau này nó giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Cụ
cũng như tổng yên bánh và những tính năng option của chiếc xe Honda CR-V bản L rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng giờ đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh nhé, để giữ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem này kìa mọi người.